Kính thưa giáo sư Trần Văn Sáng, thưa phó giáo sư Nguyễn Văn Đoàn cùng tất cả các đồng nghiệp, hôm nay tôi xin trình bày về chức năng hô hấp trong theo dõi hen phế quản. Thì tất cả chúng ta đều biết là hô hấp ký được coi như là một trong những cái tiêu chuẩn then chốt mà Gina đề xuất để chúng ta đưa ra được một cái chẩn đoán hen. Thì các bạn thấy là cũng rất là đơn giản thôi, chúng ta làm 3 lần trước thử thuốc và 3 lần sau thử thuốc. Thì nếu mà may mắn thì bệnh nhân đáp ứng liền với 400 microgram salbutamol. Và như vậy là chúng ta đã kết hợp với hình ảnh học, kết hợp với lâm sàng, thì chúng ta có thể yên tâm đưa ra được một cái chẩn đoán hen. Và bởi vì điều trị hen thì bây giờ là quá tốt rồi, cho nên 2 tuần lễ sau thôi đó là các bạn thấy là đường thở của bệnh nhân được mở ra, bệnh nhân không còn dấu hiệu tắc nghẽn, và PF đã lên được tới 80%, FEV1 cũng lên được 80%. Như thế là cái việc mà chúng ta sẽ theo dõi cái chức năng hô hấp sau cái lần điều trị đầu tiên thì có thể là 2 tuần lễ, có thể là 4 tuần lễ, thì cho chúng ta được một cái tin tưởng hơn về cái chẩn đoán, và đồng thời bệnh nhân cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn về mặt khách quan cũng như về mặt chủ quan của họ. Và sau đây thì tôi xin sử dụng một cái kiểu hô hấp ký khác. Cái này thì là vẫn còn một số đơn vị sử dụng, mặc dù là chúng tôi không khuyến khích, là bởi vì nó chỉ có một đường, và cái đường thứ hai là cái đường chuẩn. Nhưng mà cũng vì một số bệnh viện vẫn còn cái loại máy này, và nó cũng gắn liền với một số bệnh sử, cho nên chúng tôi sẽ sử dụng tiếp. Đây là một cái hình hô hấp ký của một bệnh nhân bình thường, có cái hô hấp ký bình thường. Em ơi, nó không có đi được. Và nếu mà cũng trên cái kiểu này đó thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có 3 đường. Một đường trước thử thuốc, một đường sau thử thuốc và một đường chuẩn của bệnh nhân. Thì đây là một cái giản đồ điển hình của một bệnh nhân hen. Trước thử thuốc thì PF của bệnh nhân rất là thấp, và sau thử thuốc thì tăng lên tới 75%, trong khi đó là cái chuẩn là 20%. Thế thì như vậy cái này là cũng giúp cho chúng ta chẩn đoán bệnh nhân hen. Và sau 2 hoặc 4 tuần điều trị đo lại thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ lên được bằng như đường chuẩn. Như thế thì cái việc mà theo dõi bệnh nhân ngay sau cái đợt điều trị đầu tiên là một vấn đề rất là quan trọng, ngay cả khi các bạn có được một cái hen điển hình. Ở đây là một cái trường hợp của một cô điều dưỡng khoa tai mũi họng. Cô bị ho kéo dài và điều trị đã 3 năm rồi, đủ cách ở trên về phía tai mũi họng nhưng mà cũng không bớt. Và khi mà chúng ta thấy có một cái lưu lượng đỉnh rất là thấp như thế này thì chúng ta có quyền nghĩ đến một cái hen dạng ho, là bởi vì cô chỉ ho suốt thôi. Và các bạn thấy là chỉ cần 2 tuần lễ sau khi điều trị hen thì cái lưu lượng đỉnh của cô từ 38 lên tới 107%. Như thế là sẽ giúp cho các bạn một cái chẩn đoán về một cái loại hen tương đối là nó khó, tức là hen chỉ có ho mà thôi, không có khò khè, không có khó thở. Cho nên những bệnh nhân này đang nằm ở trong các cái khoa tai mũi họng rất là nhiều. Ở đây là một cái trường hợp cũng hết sức là đặc biệt, một bệnh nhân là bị khó thở, rất là khó thở. Quý vị thấy ở đây là cái lưu lượng đỉnh của cô này chỉ được có 9% so với chỉ số bình thường, 9%. Nhưng mà cái đáp ứng thì cực kỳ nhiều, 226%. Thế thì mặc dù là đây là một cái trường hợp rất là hiếm gặp, kể cả Gina cũng không nói đến một cái dạng hen này, tức là chỉ có khó thở đơn thuần, không ho, không khò khè. Cho nên cô này đã đi khắp, đi tim mạch, đi thần kinh, đi tai mũi họng, đi hô hấp, đi các nơi.
nhưng mà không ai đưa ra được cái chẩn đoán hen. Nhờ cái hô hấp ký này mà chúng ta có thể nghĩ đến hen và điều trị. Thì cũng khó mãi cho tới phải 5 tháng sau thì bệnh nhân này mới trở về bình thường. Nhưng mà cái điều đó là cho các bạn thấy là nhờ cái theo dõi cái chức năng hô hấp mà chúng ta có thể xác định được những cái ca khó. Thì chúng tôi thấy là nếu mà mình theo dõi lại cái hen phế quản thì mình thấy là những ca điển hình ho khò khè khó thở là chiếm 84% với một cái hô hấp ký điển hình. Nhưng mà có những ca chỉ có khó thở đơn thuần thì các bạn cũng phải lưu ý, chiếm khoảng tới 8%. Và có vẻ như cái này là nó chỉ thuộc về châu Á, tại vì trong Gina là không có đề cập tới cái dạng hen mà chỉ có khó thở đơn thuần. Cho nên nếu mà gặp một bệnh nhân khó thở thì chúng ta cũng vẫn phải làm hô hấp ký, điều trị thử và theo dõi để khẳng định chẩn đoán. Hen dạng ho thì cái này là trong y văn đều có, thì chiếm khoảng 7%. Có những bệnh nhân chỉ có nặng ngực, chỉ có những bệnh nhân chỉ bị theo mùa. Thì tất cả những cái này thì khi sau khi mà chúng ta điều trị ban đầu, chúng ta phải theo dõi lại. Nếu mà bệnh nhân có đáp ứng hen thì chúng ta khẳng định được cái chẩn đoán hen. Và đây là một trường hợp khác, một bệnh nhân 81 tuổi cũng có hút thuốc, PF lưu lượng đỉnh chỉ có 50% và không có đáp ứng với thuốc giãn phế quản. Thế thì nhìn cái hình như thế này thì mọi người có thể nghĩ tới là CPD. Nhưng mà một cái điều mà tôi cũng nghĩ rằng là mình phải đề nghị với Gold là không thể nào chẩn đoán CPD với một lần hô hấp ký được. Và khi mà chúng ta có một cái tắc nghẽn như vậy thì các bạn vẫn có quyền sử dụng ICS LABA liều cao trong vòng một tháng để xem thử xem là bệnh nhân có đáp ứng hay không. Thì sau một tháng các bạn thấy là từ PF từ 50% thì bệnh nhân lên được 65%. Sau 3 tháng lên được 81%, sau 6 tháng thì lên được 87%. Thế thì đây là một trường hợp hen, không phải là CPD. Mà mình phân biệt giữa hen và CPD là một cái phân biệt hết sức là quan trọng. Cho nên chúng ta muốn chẩn đoán hen, chúng ta phải làm hô hấp ký, điều trị thử và theo dõi nhiều lần thì chúng ta mới phân biệt được đâu là hen, đâu là CPD. Cho nên một lần hô hấp ký để mà chẩn đoán CPD theo Gold thì theo tôi nghĩ là không đủ. Đây là một trường hợp khác, chúng ta thấy đây là một bệnh nhân bị tắc nghẽn. PF chỉ có 22% nhưng mà lại có đáp ứng với thuốc giãn phế quản. Thì như thế chúng ta vẫn điều trị thử với ICS LABA liều cao thì từ 22 lên được 29, từ 29 lên được 39 và đứng lại. Thế thì như thế là chúng ta có quyền chẩn đoán đây là một bệnh nhân bị chồng lấp giữa hen và CPD. Bệnh nhân có hút thuốc, có tắc nghẽn, có đáp ứng không hoàn toàn nhưng mà có đáp ứng với ICS, với thuốc giãn phế quản. Thì cái chẩn đoán ECO này thì rất là quan trọng, là bởi vì các bạn thấy là nếu mà theo Gold thì ABCD thì mình chỉ được sử dụng ICS ở nhóm D mà thôi. Nhưng mà đối với bệnh nhân ECO thì các bạn có quyền sử dụng ICS ngay từ đầu, bất kể nhóm ABCD. Như vậy thì nếu các bạn theo dõi hen phế quản thì các bạn sẽ chẩn đoán phân biệt được là suyễn mà bắt đầu giống như CPD hoặc là cái hội chứng chồng lấp giữa hen và CPD. Cho nên nó rất là quan trọng, chúng ta không thể nào đo một lần được. Và đây là một cái trường hợp hen rất là nặng, đây là một bệnh nhân rất là to con, cao 1m69, nặng 87. Nhưng mà do dùng corticoid dài lâu cho nên anh bị teo cơ, sụp đốt sống và ngồi trên xe lăn khi mà đến Bệnh viện Đại học Y Dược. Và PF là chỉ có 42%. Thì đây là một cái ca rất là kinh khủng, đặt nội khí quản, rồi đủ thứ chuyện về hen, bậc 4 đàng hoàng. Nhưng mà chúng tôi vẫn kiên trì sử dụng ICS LABA liều cao. Và sau một tháng thì anh lên được 62%. Sau 3 tháng thì lên được 69%, và sau 6 tháng thì lên được 92%. Và điều vui mừng nhất là anh đứng lên và bắt đầu đi làm việc được. Và bây giờ thì anh chỉ cần xài một tuần một nhát Flexotide, một năm đến đây một lần và vẫn duy trì được tốt các chức năng hô hấp. Cho nên cái việc mà theo dõi như thế này
thì giúp cho chúng ta có được một cái lưu trữ, một cái minh chứng về cái hiệu quả điều trị cho chúng ta. Một cái điều quan trọng nữa là bây giờ mình phải khẳng định là hen không thể chữa dứt được. Tôi vẫn nói thẳng với bệnh nhân như vậy để mà bệnh nhân kiên trì theo đuổi, và điều quan trọng nhất là không có tin thuốc dân tộc, thuốc gia truyền trị dứt gốc bệnh hen. Thì đây là một bệnh nhân hen sau khi được điều trị thì bác sĩ nói là trị xong rồi, không điều trị nữa. Mãi tới sau này khi mà anh tìm đến thì các anh chị thấy là gần giống như là COPD rồi. Cho nên rõ ràng là mình đã bỏ bệnh nhân, mình không theo dõi chức năng hô hấp của họ. Nếu mà mình theo dõi thì mình thấy là họ đã rớt từ một cái bình thường như thế này mà rớt xuống, chỉ còn gần giống như COPD. Nhưng mà may là vẫn còn đáp ứng với thuốc giãn phế quản, nhưng mà cũng đã rất là nặng rồi. Các bạn thấy là đây là đường tốt nhất của anh đó, thì nó vẫn còn rất là lõm so với cái đường bình thường. Tức là anh sẽ bị tắc nghẽn đường dẫn khí nhỏ cố định do cái việc mà bác sĩ không theo dõi bệnh nhân sau khi điều trị. Và có rất là nhiều bệnh nhân được điều trị hen mà không dựa trên cơ sở nào hết, không thăm dò chức năng hô hấp, không phân bậc, không phân liều, dẫn đến cho bệnh nhân là những cái COPD giống như là COPD. Đây là một dạng hen nặng, tắc nghẽn cố định mà chúng tôi không thể nào gỡ ra được. Và bệnh nhân bây giờ là vẫn phải ở một cái liều ICS là 3 liều keo. Thế mà mình hạ xuống là bệnh nhân không chịu được thì rất là tội nghiệp cho bệnh nhân. Và nếu mà bệnh nhân nhi thì chúng tôi có cái dao động xung ký từ 2 tuổi trở lên. Chúng tôi cũng rất là tha thiết tất cả các đơn vị của chúng ta nếu có điều trị hen nhi thì nên làm cái dao động xung ký. Bởi vì nó cho các bạn chẩn đoán. Ví dụ như đây một bệnh nhân hen, lần đầu thì rất là tắc nghẽn ở mức độ nặng, nhưng mà được một cái là phun thuốc giãn phế quản thì có đáp ứng. Đây là rất là nặng và có đáp ứng. Thì đây là lần đầu tiên bệnh nhân hen nặng. Sau lần điều trị bệnh một tháng, bệnh nhân trở về mức độ nhẹ. Sau đó 3 tháng thì dao động xung ký trở về bình thường. Thế thì chúng ta có những cái minh chứng rất là mạnh mẽ để chúng ta chẩn đoán hen, chúng ta điều trị hen và chúng ta theo dõi cái đáp ứng của điều trị hen. Thì rất là mong tất cả các nơi chúng ta sẽ có cái iOS này để mà điều trị cho bệnh nhân hen từ 2 tuổi trở lên. Và đối với cái FCNO thì nó cũng có một cái vai trò, tuy là Gina không cho phép được dùng FCNO để khẳng định hoặc là để loại trừ hen, nhưng mà nó cũng hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều. Đây là một cái bảng của ATS hướng dẫn cho các bạn. Nếu mà bây giờ sau khi chúng ta điều trị một thời gian lâu dài thì chúng ta đo lại, nếu mà FCNO của người lớn dưới 25, trẻ con dưới 20 mà chức năng hô hấp bình thường, thì ở đây chúng ta có thể xem xét đến việc điều trị hen với ICS rất là thấp, hoặc là thậm chí với trẻ con các bạn có thể suy nghĩ đến việc thử ngưng ICS thêm sao. Còn nếu mà nó ở mức độ trung bình thì các bạn cũng vẫn phải thử dùng ICS. Và nếu mà cao, người lớn trên 50, trẻ con trên 35 mà chức năng hô hấp bất thường thì chắc chắn là chúng ta sẽ điều trị hen. Cho nên rõ ràng là đối với hen, chúng ta phải có một cái test chức năng hô hấp lúc ban đầu, có thử thuốc để khẳng định chẩn đoán. Sau đó chúng ta phải theo dõi để mà khẳng định lại cái chẩn đoán, điều chỉnh lại cái liều thuốc. Và theo như Gina thì hô hấp ký có test giãn phế quản là thiết yếu. Gina chưa nói tới dao động xung ký là tại vì nó còn mắc quá. Hy vọng tới thời gian tới nó rẻ hơn thì chúng ta sẽ có được. Và theo dõi hen bằng hô hấp ký, các bạn thấy xác định những ca khó. Hen khó thở, hen dặn ho, phân biệt hen giữa COPD, chẩn đoán COPD, chẩn đoán ECO và giúp đánh giá kết quả điều trị. Đối với trẻ con từ 2 tuổi trở lên, chúng ta làm được cái dao động xung ký, cho phép chúng ta chẩn đoán, cho phép chúng ta đánh giá hiệu quả điều trị, cho phép chúng ta thuyết phục cha mẹ bệnh nhân là con đã bị hen. FCNO thì sẽ hỗ trợ chẩn đoán. Trong những cái trường hợp các bạn phân vân, không biết có hen hay không, nếu mà FCNO trên 35 ở trẻ con, trên 50 ở người lớn, thì chúng ta có thể thiên về chẩn đoán hen và cái quyết định điều trị. Và nhớ là phải nói với bệnh nhân là hen không thể chữa dứt.
người ta sẽ rất là sốc. Nhưng mà các bạn phải nói cái điều đó để mà bệnh nhân theo dõi với mình, tiếp tục theo dõi với mình và được điều trị dài hạn. Xin chân thành cảm ơn hội nghị. Xin cảm ơn giáo sư Lan đã có một cái báo cáo rất là hay, cụ thể là từ các cái bệnh nhân cụ thể, như vậy là cho chúng ta thấy cái vai trò của chức năng hô hấp trong chẩn đoán các cái thể hen không điển hình và trẻ em. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư.